Thanh niên hồn vía lên mây ngã sóng xoài vì vướng phải dây diều khi đi xe máy trên đường quốc lộ. Hôm nay ngày 13 tháng 4, trên các diễn đàn mạng chia sẻ một đoạn clip với dòng caption đang di chuyển trên đường quốc lộ, nam sinh điều khiển xe máy bỗng dưng ngã sóng xoài vì vướng phải dây diều. May mắn nam sinh này vẫn có thể đứng dậy được, không ảnh hưởng đến tính mạng. Còn tình huống ra sao, mời cả nhà xem chi tiết nhé. Đoạn video do camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, vào khoảng 16 giờ cách đây vài ngày, khi xe này đang đi trên đường, đoạn giao giữa quốc lộ 18, Hầm Chui, thành phố Bắc Ninh, hướng đi Nội Bài. Lúc này ở làng trong cùng, xe máy do một nam sinh điều khiển khi đang di chuyển thì bất ngờ đổ ngã xuống đường. May mắn các xe phía sau đều đang đi chậm nên đã tránh được va chạm. Sau cú ngã, nam sinh trên bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do dây diều của người dân buộc gần đó đã rơi xuống, chắn ngang đường và vướng vào xe máy của nam sinh trên và các phương tiện khác. Dây diều vô tình hay cố ý vướng vào cây xanh, cột điện sẽ tạo thành bẫy trên đường mà người đi qua khó nhìn thấy, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thế nhưng hiện nay chưa có quy định liên quan đến việc cấm thả diều gần các tuyến đường giao thông, mà chủ yếu cấm thả diều trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện. Vì vậy, nhiều người vẫn coi thường tài sản tính mạng của người khác. Mặc dù hiện nay chưa có nhiều quy định pháp luật điều chỉnh về trò chơi này, nhưng người thả diều cần phải biết hoặc ý thức được những nơi mình thả diều như đường giao thông, khu vực đông người. Dây diều hoàn toàn có thể bị mắc vướng vào người đi đường khi con diều bị chao, liện hoặc cắm đầu xuống. Do đó, trong một số trường hợp dây diều vướng mắc vào người đi đường dẫn tới tai nạn giao thông hoặc gây thương tích cho người khác, thì người thả diều được xác định có lỗi vô ý. Đối với các trường hợp thả diều tại các khu vực cấm mà dẫn tới tai nạn cho người khác, thì ngoài việc bồi thường thiệt hại, người thả diều còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.